Những ngày đầu năm mới, các chủ đầu tư đơn vị thi công các công trình trọng điểm của tỉnh đã tập trung nhân lực trang thiết bị để nhanh tiến độ để sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên, đoạn qua địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 18,85 km. Điểm đầu nút giao với đường tỉnh 379B, điểm cuối kết nối với cầu Gáy, giáp danh với tỉnh Bắc Ninh, tuyến đi qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm và thị xã Minh Hào. Dự án được đầu tư với quy mô đường cấp 2 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 2.894 tỷ đồng. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công, tranh thủ thời tiết khô ráo, các đơn vị thi công tổ chức làm việc 3 ca liên tục để đưa công trình về đích đúng hạn. Nhịp độ thi công hối hả hơn để bù lại quãng thời gian trước đó bị ảnh hưởng của dịch bệnh và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đơn vị thi công đã tập hết thiết bị, chia pháo máy móc và nhân lực là chia ca để tích cực làm những cái vị trí đã được bàn giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Thi công đến đâu là cuốn chiếu gọn đến đấy để đảm bảo an toàn giao thông ạ. Đơn vị đã huy động hơn 270 cán bộ kỹ thuật công nhân cùng hơn 100 phương tiện, thiết bị máy móc chia làm 5 mũi thi công trên toàn tuyến. Dự án tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2 đầu tư mở rộng với quy mô 4 làn xe cơ giới theo kế hoạch vốn được giao, đang được thi công có chiều dài 24 km, thời gian thi công là 18 tháng, dự kiến đến cuối tháng 6 năm 2024 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, nhà thầu cam kết hoàn thành công trình vào tháng 1 năm 2023, rút ngắn 8 tháng so với hợp đồng. Đơn vị thi công đã triển khai đồng loạt 5 mũi thi công đường và 1 mũi thi công cầu. Phấn đấu xong trong 12 tháng sẽ thi công xong. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên và xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng. Là hai trong số các dự án giao thông trọng điểm nhất đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.